Hành trình chuẩn bị sinh nhật cho Bông Tím. Mấy cái hình để bàn này là anh Nhật đặt riêng cho Bông Tím. Anh Nhật đặt trong âm thầm, không có nói cho Bông Tím nghe. Xong rồi ảnh đi về Đà Lạt luôn, cho nên tôi phải thay mặt ảnh đi nhận giùm. Đây là một buổi tiệc diễn ra trước ngày sinh nhật của Bông Tím và là một buổi tiệc bí mật của mấy chị em tôi. Bình thường mọi người mua bóng về tự trang trí ở nhà sẽ làm rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà không nha. Ở nhà tôi thì có bé Đặng Minh rất là khéo tay, em nó tự tết thành nguyên một cái khung bóng luôn. Để chuẩn bị cho cái bữa tiệc ngày hôm nay, tụi tôi đã phải vắt óc lên ý tưởng tận 2 tuần đó nha mọi người. Đến khoảng tầm trưa thì tụi tôi bắt đầu đi lấy bánh kem sinh nhật. Cái giỏ quà có hình của Bông Tím cũng đã được giao tới rồi nè, mà biết làm sao tôi làm màu xanh đâu. Tại vì Bông Tím thích nhất là màu xanh lá cây. Để thêm tấm hình, bữa trước bà đi mua giỏ gù chị lên trên đây cho sinh động nha. Bánh kem của em đã được lấy về rồi nè. Tên 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 tên. Chiếc bánh kem này đã được lấy ý tưởng từ những gì gần gũi và thân thuộc nhất của Bông Tím. Khúc này là em lên rồi nè mọi người. Lúc này là em biết được tụi tôi làm sinh nhật cho em vui cực kỳ lắm. Mang cái bánh kem lại ghế chụp vài tấm hình, người có tiền thì luôn có những lối đi riêng. Vứt luôn cái điện thoại 1TB xuống ghế salon của nhà em. Bây giờ thì đến khúc mà tụi em sẽ tặng quà cho Bông Tím nghe. Rồi và gia đình mình chụp hình sương sương, xong rồi tụi em kéo nhau ra nhà hàng, tụi em ăn cái lẩu, tụi em đi về. Lâu lắm rồi đó, hơn nửa năm nay mới được ăn măng qua trở lại nha mọi người. Vẫn ngon như ngày nào. I love you bạc bạc. Chúc Bông Tím sinh nhật vui vẻ.